À, phụ kiện điện thoại ngon bổ rẻ, xin chào anh em nhé. Thì là trên tay mình đang cầm là con AirPods 2 Hồng Kông. Và con AirPods 2 Hồng Kông là bên mình đang bán 1.3 triệu. Con này khi anh em dùng thì anh em mở ra thì là nó sẽ là tự kết nối. Anh em có thể mở nắp ra thôi. Thì dùng là anh em kết nối tất cả máy Samsung, Oppo, Sony thì anh em đều là dùng được hết. Mẹ mày đưa anh cái băng vệ sinh.